chào các bạn nha. Để phục vụ World Cup thế là mình ngày hôm nay đi nắp dàn TV rất là nhiều. Thế buổi tối giờ lại về tranh thủ là sửa phẩm đầu kỹ thuật số. Hôm nay có một bác là bạn có một cái đầu kỹ thuật số dùng TV đời cũ nên là muốn xem truyền hình, muốn xem bóng đá là từ những loại đầu ở đất này nhưng mà bị hỏng nên là ra về tranh thủ sửa. Con này nó bị lỗi nguồn, bây giờ mình sẽ không có loại IC cho cái nguồn cái đầu kỹ thuật số này là phương pháp là độ nguồn. Đây là cái biến áp nguồn xung. Trước khi mình đổ nguồn vào thì mình rút cái biến áp này ra, bắt biến áp để cho nó cách đi. Còn đây là cái nguồn của cái sạc điện thoại mình dỡ nó ra đây. Bây giờ mình sẽ đổ cái nguồn 5V này vào. Bây giờ mình tiến hành đầu ra đầu vào của cái nguồn đổ này. Nguồn này là của cái sạc điện thoại, đầu vào của nó là 220 và đầu ra của nó là 5V. Game dòng của nó thì thấp hơn nên vẫn chạy được cho cái đầu của mặt đất này. Mình làm mấy con là thấy nó chạy độ bền rất là khá cao. Sau khi tiến hành hàn chân, hàn dây của đầu ra đầu vào của cái nguồn thì mình sẽ tiến hành hàn vào cái tụ này, hàn vào cái tụ lọc nguồn này. Đây là cái tụ lọc nguồn, mình sẽ hàn vào đúng hai cái điện 5V và hai cực của tụ lọc nguồn này. Mình sẽ nhìn theo cái chiều âm và chiều dương của tụ lọc nguồn này xem mình sẽ hàn vào sau này. Đã hàn nguồn 5V rồi đấy. Đây là hai dây nguồn ra mình đã hàn sẵn dây vào đây. Cái cực âm và cực dương đấy. Dương mình đặt lấy vào cái dây màu đỏ này cho nó dễ. Để xác định cực âm và cực dương thì mình nhìn trên cái tụ này. Đấy. Một ký hiệu là cực âm và cực dương trên cái tụ này. Đầu vào thì mình cứ hàn vào cái cổng ấy thôi, cổng điện vào rắc vào là xong.
cái cực còn lại mình sẽ hàn vào cái trực tiếp vào cái điện vào này. Cái đường điện áp vào đấy, cái nguồn đấy. Đơn giản, độ nguồn rất đơn giản và nhanh. Các bạn có thể tự làm tại nhà mình, nếu không của nhà nó hỏng có thể bỏ ra giống như sạc điện thoại nào có nguồn 5V ra là mình có thể là mình độ được cái nguồn cho cái đồ điện tử của mình. Và bây giờ là mình tiến hành ráp vào là test thử nha. Test thử xong nó chạy ok thì mình sẽ bọc cái nguồn này lại và ghép nó vào cho nó gọn. Đặt cái này, tạm cái này lên để cho nó cách điện này. Sau đó là mình ghép thử xem kết quả nó có khả quan không. Mình từng độ cho rất nhiều con nguồn đấy đã lên đây này. Dùng rất nhiều các cái sạc điện thoại vất đồng nát vất đi nên là mình tận dụng và mình có thể làm nguồn rời để làm nguồn để độ cho các thiết bị điện tử mà dùng cái dòng nhỏ tầm từ 1A trở xuống, tận dụng chứ không phải mua IC nguồn hoặc là không phải độ nguồn để sửa mà độ bền rất cao. Rồi bây giờ tiến hành ráp vào để xong rồi các bạn. Dùng cái giấy để cách điện, điện để mình ghép vào cho nó đỡ bị chập chạm, xong đóng gói lại. Cảm thấy hữu ích thì vui lòng ấn like, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cái đồ điện trong nhà các bạn cứ tự bỏ ra mà làm không vấn đề cả, không ném đi. Thật ra đồ điện là rất là rẻ, ví dụ như cái đầu đất này nó rất là rẻ, mấy trăm nghìn, nhưng mà nhiều lúc nó hỏng mà mình có cái đồ tiện trong nhà thì mình sửa để tiết kiệm được cái nào hay đấy. Thứ hai là nó một hình thức giải trí, mình bỏ ra mình bọc bạch mình làm. Sau khi bắt đầu là lắp ghép xong nhé, bây giờ mình tiến hành cắm điện vào để kiểm tra là cuối cùng xem nào, ok chưa. Đấy, đã lên nhá, đẹp rồi, lên ngon rồi. Video đến đây là hết nhá, cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi, chân thành cảm ơn, nhớ ấn like nhá.